Dạ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lúa Đét Tin các bác nhé. Đó, hôm nay thì em lên cho các bác một máy cưa xích Echo V3000 năm này các bác. Tình trạng máy móc quá đẹp các bác nhé. Đó, hàng bên em thì đa số bán thì chỉ là toàn những hàng tuyển lựa, đảm bảo chất lượng cho các bác. Đó, không có hàng tạp chất đã pha, gọi như là đã sửa chữa nhiều linh kiện thì bên em sẽ không bán những dòng như thế. Bên em sẽ chủ yếu về những mặt hàng mà máy móc đẹp, tình trạng đẹp. Đó, về đảm bảo nhất cho tới tay người dùng của các bác là giá cả hợp lý nhất các bác nhé. Đó. Hôm nay thì em lên cho các bác một máy cưa xích Echo V3000 năm công suất 35cc. Đó, con này thì xài xích chuột các bác nhé. Đó. Con này để tích hợp thẳng lam Latin, đầu Latin luôn các bác nhé, không hề có lam bánh xe. Những dòng máy cưa Nhật bãi thì đa số đều là lam bánh xe các bác nhé, nhưng mà con này thì đặc biệt luôn. Đó, được tích hợp hẳn lam Latin. Đó, theo máy của nó như thế nào thì em sẽ bán yên như thế. Đó, máy móc phải em đảm bảo là chưa hề thay thứ bất kỳ linh kiện gì cả, máy móc rin 100% từ con ốc luôn các bác nhé. Đó, tem mác nhập về làm sao có sao thì em sẽ bán như thế, nên các bác hoàn toàn đảm bảo về tin tưởng với bên em các bác nhé. Đó, cho các bác quay toàn cảnh qua cây máy hãng Echo này, có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Các bác nào như ở trong Nam thì có lẽ là hãng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhé. Cưa Echo thì cực kỳ bốc cũng như là khỏe luôn, không hề nghe cái tiếng ì ạch gì của máy cả. Đó, con này thì em đã dọn nổ cũng như là căn chỉnh ngon lành rồi các bác nhé, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Và em sẽ báo giá luôn con này, hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2.800.000, giá đã bao gồm phí ship với tất cả phụ kiện. Bộ phụ kiện 3 món gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, và máy hoàn toàn miễn phí ship, giá chỉ 2.800.000. Đó, quá rẻ luôn các bác nhé. Một con cưa công suất 35cc phù hợp về cho các bác nào khai thác hàng nhẹ cũng như là cắt gia đình. Đó, các bác nào bổ củi cũng như là hay nấu rượu, ngoài Bắc hay nấu rượu thì lựa chọn một em này là quá hợp lý nhé. Và con này thì đời cao, công suất lớn. Công suất của nó thì không phải là lớn lắm, em nói nhầm. Đó, công suất thì vừa phải, phù hợp về cho các bác sử dụng cắt củi, nấu rượu, đồ linh tinh thì quá là hợp lý nhé. Con này thì linh kiện của nó thì thoải mái luôn các bác nhé. Con này đời cao nên là không phải sợ về linh kiện. Đến nữa không có sửa, không có đồ linh kiện để sửa chữa, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Hãng cưa Echo thì đa số thì linh kiện nó rất là nhiều trên thị trường. Đó, máy của bên em thì những dòng linh kiện này thì có luôn các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn tin tưởng. Đó, cưa Echo này không phải là của độc lạ đâu ạ. Hãng này ở trong miền Nam xài rất là nhiều về hãng này. Máy móc thì cực kỳ êm, về độ bền thì khỏi phải bàn về hãng này rồi. Dòng Nhật bãi thì đa số là máy nào nó cũng sẽ bền cả thôi. Bền và lợi xăng, đó là thương hiệu của dòng Nhật bãi rồi. Đó, không như mấy cái dòng Trung Quốc, Đài Loan thì nó sẽ hao xăng cũng như là máy móc thì không được độ bền ổn định. Nhưng mà dòng cưa Nhật thì đa số hãng nào nó cũng đều đảm bảo hết các bác nhé. Đó. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua luôn này. Máy móc nổ êm ru luôn các bác nhá. Và con này thì nổ thì công suất của nó vừa thôi, nhưng mà nghe tiếng bô cũng là tiếng động cơ của nó thì cực kỳ bốc. Con này thì làm nòng đứng luôn các bác nhá, nòng đứng luôn. Đó, nòng 38mm, công suất 35cc. Rồi các bác nào ưng ý là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em. Em số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Rồi, em chào các bác, hẹn gặp các bác ở video sau.